Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành công điện gửi các tỉnh, thành phố và bộ, ngành liên quan về việc tập trung ứng phó với bão số 1 năm 2023. Công điện nêu rõ, bão số 1 đang hoạt động ở phía Tây Bắc, khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 13. Công điện gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hà Nam, Hòa Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Yên Bái, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên và các bộ ngành liên quan về việc tập trung ứng phó với bão số 1 năm 2023. Theo dự báo, bão số 1 tiếp tục mạnh lên cấp 12, cấp 13, giật cấp 15. Từ chiều ngày 17 tháng 7, bão có thể gây gió mạnh trên vịnh Bắc Bộ, sau đó tiếp tục ảnh hưởng đến vùng ven bờ. Hoàn lưu bão khả năng gây mưa lớn kéo dài, nhất là tại khu vực phía Đông Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét tại miền núi, ngập úng cục bộ tại các đô thị và vùng thấp trũng, ven sông, suối. Những ngày qua, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan đã chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão số 1 theo cấp độ rủi ro thiên tai, nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên biển. Đây là cơn bão đầu tiên trong năm nay, dự báo có ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển và đất liền nước ta với cường độ mạnh ngay sau đợt nắng nóng kéo dài. Để chủ động ứng phó với bão, mưa lũ, bảo vệ an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước, Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Bộ trưởng cấp bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố không được chủ quan, lơ là, chỉ đạo quyết liệt triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lũ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ tình hình thực tế và khả năng ảnh hưởng của bão, mưa lũ tại địa phương, chủ động thông tin kịp thời, hướng dẫn người dân ứng phó với bão, lũ, tập trung chỉ đạo. Đảm bảo an toàn cho các hoạt động trên biển, đảo, rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, chủ động hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền, bao gồm tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch, còn đang hoạt động trên biển, không đi vào hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn, có biện pháp đảm bảo an toàn cho tàu thuyền tại khu neo đậu. Rà soát, có biện pháp đảm bảo an toàn đối với hoạt động du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản trên biển, ven bờ, kiên quyết sơ tán người dân trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp. Chủ động cấm biển đối với tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch, đảm bảo an toàn khu vực ven biển và trên đất liền. Chủ động triển khai sơ tán người dân ra khỏi các nhà yếu không đảm bảo an toàn, khu vực nguy cơ bị ngập sâu cửa sông ven biển. Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, nhất là vị trí xung yếu hoặc đang thi công trên các tuyến đê biển, đê cửa sông, sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị và khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt. Chỉ đạo hướng dẫn triển khai công tác đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy. Kiểm soát việc đi lại, tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ, mưa lũ lớn để đảm bảo an toàn. Tại khu vực miền núi, chủ động di rời, sơ tán dân tại khu vực ngập sâu, chia cắt, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Chỉ đạo rà soát, kiểm tra, đảm bảo an toàn đối với các hầm mỏ, khu khai thác khoáng sản, không để xảy ra sự cố gây thiệt hại về người khi có mưa lớn. Kiểm tra, rà soát, chủ động biện pháp đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu, bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý tình huống. Kiểm soát, hướng dẫn, phân luồng giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên những trục giao thông chính. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả bão, lũ. Thưa quý vị, theo dự báo, lúc 4 giờ ngày 17 tháng 7, vị trí tâm bão số 1 cách bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc khoảng 340 km về phía đông, đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến cấp 12, 103 đến 133 km/h, giật cấp 15. Khoảng 16 giờ ngày 18 tháng 7, bão trên vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng,
đồn biên phòng Cô Tô, Quảng Ninh bắn pháo hiệu thông báo các chủ tàu thuyền tìm nơi trú ẩn an toàn, cảnh báo các tàu thuyền không ra khơi khi có mưa bão trên biển. Sáng ngày 17 tháng 7, cơ quan chức năng huyện Cô Tô, Quảng Ninh cho biết để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 1, tên quốc tế là bão Talim, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Cô Tô chỉ đạo các đồn biên phòng triển khai kiểm tra, rà soát các chủ phương tiện trên địa bàn, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Đồn biên phòng Cô Tô đã bắn pháo hiệu thông báo cho các chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết và tìm nơi trú ẩn an toàn, đồng thời cảnh báo các tàu thuyền không ra khơi khi có mưa bão trên biển. Lực lượng biên phòng phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương tuyên truyền vận động người dân chủ động ứng phó với bão Talim, đồng thời duy trì trực đủ quân số 24/24 giờ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Thông tin từ tỉnh Quảng Ninh, đến 19 giờ ngày 16 tháng 7, các địa phương và lực lượng vũ trang của tỉnh đã chuẩn bị lực lượng gồm 1.228 cán bộ chiến sĩ và lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, 27 ô tô các loại, 12 tàu, 32 xuồng, lực lượng hiệp đồng các đơn vị của quân khu 3, Bộ Quốc phòng với 1.435 cán bộ chiến sĩ, 41 ô tô, 8 tàu, 27 xuồng, 6 xe đặc chủng ứng trực tại các địa bàn được phân công, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. 384 tàu du lịch đang hoạt động bình thường và sẽ về nơi neo đậu, tránh trú khi có yêu cầu. Trên biển có 6.005 chiếc tàu cá các loại, 5.774 chiếc tàu gần bờ hoạt động ven bờ theo phương thức sáng đi chiều về. Một số tàu đã neo đậu tại các bến cá, vụng kín gió. Một số tàu đang hoạt động sẽ về neo đậu tại các khu tránh trú, vụng kín gió trên địa bàn tỉnh và khu bến cá Cát Bà, Đồ Sơn, Hải Phòng. Toàn tỉnh Quảng Ninh có 14.502 ô lồng nuôi thủy sản đã được thông tin về cơn bão để chủ động gia cố và đã tổ chức đưa người lên bờ, ưu tiên đưa phụ nữ, người già, trẻ nhỏ lên trước. Tùy theo diễn biến của bão, Quảng Ninh sẽ ban hành lệnh cấm biển, dự kiến cấm biển từ 12 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2023. Đến 16 giờ ngày 16 tháng 7, còn 4.096 khách du lịch trên tuyến đảo, huyện Cô Tô 1.948 khách, Quan Lạn, Minh Châu, Ngọc Vừng 2.148 khách sẽ tiếp tục di chuyển về đất liền. Đối với du khách có nhu cầu ở lại, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh và địa phương chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch tổ chức đón tiếp chú đáo. Thưa quý vị, theo nhận định của chuyên gia, bão số 1, bão Talim có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền Việt Nam trong ngày 18 đến ngày 19 tháng 7. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng 7 giờ sáng ngày 16 tháng 7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc, 116,3 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc khoảng 670 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, từ 75 đến 102 km/h, giật cấp 13. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, bão số 1 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Bắc và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, khoảng tối và đêm ngày 17 tháng 7, bão số 1 có khả năng đổ bộ vào phía bắc bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, sau đó đi vào vịnh Bắc Bộ rồi di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền Việt Nam trong ngày 18 và 19 tháng 7. Đây là kịch bản tương đối thống nhất giữa các trung tâm dự báo bão quốc tế cũng như Việt Nam, ông Hưởng nói và cho hay một lưu ý khác sau khi bão số 1 vượt qua bán đảo Lôi Châu có khả năng đổi hướng, mở rộng vùng ảnh hưởng về phía Nam, ảnh hưởng đến đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Kịch bản này xác suất thấp nhưng cũng cần lưu ý. Theo ông Hưởng, do tác động của hoàn lưu bão, khu vực phía Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, sau đó tăng lên cường độ của bão. Thời điểm mạnh nhất có thể cấp 11, cấp 12, giật cấp 15. Ông Hưởng thông tin, từ chiều và tối ngày 17 tháng 7, vịnh Bắc Bộ sẽ có gió bão mạnh, đề phòng sóng lớn ở các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình. Các tàu thuyền cần thường xuyên giữ liên lạc, cập nhật tình trạng để phòng tránh bão. Trên đất liền, khoảng ngày 18 tháng 7 trở đi, hoàn lưu của bão sẽ gây ra đợt mưa rất lớn ở Bắc Bộ. Các tỉnh vùng núi cần hết sức chú ý về tình trạng sạt lở đất, lũ quét. Ông Hưởng lưu ý, các tỉnh ven biển của Bắc Bộ sẽ có gió mạnh. Đây là đợt gió mạnh do bão mà nhiều năm nay mới có.